Kính chào quý vị và bà con. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Nhà Nông Làm Giàu phát sóng trên kênh Nông nghiệp Nông thôn Nông dân VTC16. Thưa quý vị, năm 2018 vừa qua được các chuyên gia chăn nuôi đánh giá là năm mà ngành chăn nuôi đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, có thể gọi là một năm được mùa được giá, nhất là với những nông dân chăn nuôi gà. Vượt qua tất cả những khó khăn thì họ đã có một năm chăn nuôi ổn định, nhiều hộ đã thu được lợi nhuận cao. Trong chương trình Nhà Nông Làm Giàu ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tới thăm một số mô hình chăn nuôi gà hiệu quả bằng những tính toán hợp lý và những hướng đi của riêng mình. Mỗi hộ dân đều mang về cho mình lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Với 5 khu chuồng trại nuôi gà trên diện tích 2 hectare, mỗi lứa xuất bán hàng nghìn con gà, doanh thu mỗi năm khoảng 500 triệu đồng. Đó là thành quả sau hơn 2 năm bắt tay vào chăn nuôi gà của anh Vũ Quốc Đạt ở thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Bí quyết của anh chính là việc lựa chọn giống gà nuôi để bán đúng thời điểm thị trường có nhu cầu. Ngoại hình bắt mắt, với tỷ lệ trên 90% là gà trống. Có xuất xứ từ nước ngoài, được anh Đạt nhập về nuôi vào 2 năm nay. Giống gà chip mận đang tỏ ra phù hợp với khí hậu mùa đông ở Việt Nam nên rất phù hợp để chăn nuôi bán vào dịp Tết. Giống của Việt Nam mà để mà muốn để đặt lấy gà trống không thì nó rất là khó. Và nếu mà lấy được gà trống không thì giá nó rất là cao. Ví dụ như cái giống gà này thì là người ta lọc hết gà mái ra để làm gà đẻ. Thì đương nhiên là cũng gà trống này thì khi bán ở Việt Nam cái giá nó rất là hợp lý. Mà giống gà này thì phù hợp với khí hậu, ví dụ như là Tết ấy, là khí hậu mùa đông, nó rất phù hợp. Nó sẽ giảm thiểu được cái tỷ lệ bị hen, nó sức chống chịu rất tốt. Trong các dịp lễ Tết ngày mùng 1 và ngày rằm, người dân miền Bắc Việt Nam thường cúng gà trống tơ. Nắm bắt được tâm lý cũng như thói quen tiêu dùng đó, vào tháng 8 trước Tết Nguyên đán, anh Đạt sẽ nhập nuôi giống gà chip mận. Một giống gà cúng có xuất xứ từ nước ngoài với đặc điểm mẫu mã đẹp, cân nặng vừa phải để phục vụ khách hàng. Mỗi một khu chuồng, anh Đạt đều xây dựng sân thả gà rất rộng như thế này để gà có thể tự do vận động. Ban ngày, gà bắt côn trùng, đào bới thức ăn. Buổi tối, chúng nhảy lên cành cây hoặc vào chuồng gà để ngủ. Do vậy, thịt gà rất săn chắc và chất lượng thơm ngon. Cùng một thời gian nuôi ở thị trường Hà Nội, đánh giá là con gà của mình là cơ tốt. Khi luộc lên con gà của mình rất rắn, ăn rất ngon cùng một thời gian nuôi. Tại vì gà của mình là gà được vận động tự do, là gà nhà không dùng kháng sinh, trừ trường hợp bị bệnh thôi. Như nhà mình là mình cảm nhận là con gà nhà mình là con gà tương đối an toàn. Không chỉ được vận động nhiều, gà còn được anh Đạt phòng bệnh, nâng cao sức đề kháng thường xuyên bằng vitamin và thuốc bổ. Vì thế, đàn gà của gia đình anh Đạt luôn khỏe mạnh, những lứa gà luôn được thị trường đón nhận. Dù chưa xuất bán hết đàn gà, nhưng anh Đạt đã thu lãi hơn 200 triệu đồng từ đàn gà chip mận trong dịp Tết này. Thực ra trong cái quá trình nuôi năm nay là năm thứ hai ấy, thì bản thân tôi thấy cái con gà này về cái khung làm cho gà để cúng lễ Tết nó rất tốt. Tại vì nếu người chăn nuôi mà cứ xuất đều đều ở giá khoảng 60.000 một cân là người chăn nuôi đã có lãi. Là cứ từ 20 đến 25 triệu trên 1.000 gà đối với người nông dân là rất là phù hợp. Với khu trang trại rộng 2 hectare và 5 khu chuồng nuôi gà, anh Đạt luôn tính toán để nuôi gối vụ có sản phẩm bán quanh năm. Ở những khu chuồng khác, anh chọn nuôi giống gà di thả đồi hay gà lai trọi, phục vụ những nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Theo các chuyên gia chăn nuôi, việc lựa chọn đúng giống gà nuôi vào thời điểm thị trường cần là một trong những yếu tố quyết định đến thành công của người chăn nuôi. Với một cái khu vực rộng và với nhiều các cái ô chuồng khác nhau và nuôi với cái giống gà khác nhau nhá, giống gà khác nhau nhưng ở các khu vực khác nhau thì nó lại khác. Do vậy là nó sẽ rất thuận lợi. Ở cái khu vực này thì sẽ đáp ứng được một cái thị trường tiêu thụ của cái nơi này. Khu vực này thì đáp ứng được cái tiêu thụ của nơi kia. Do vậy là cái môi trường tiêu thụ trong quá trình chăn nuôi của nông hộ đó là rất thuận lợi. Với 5 khu chuồng gà, mỗi chuồng khoảng 2.000 con. Mỗi năm, anh Đạt xuất bán từ 2 đến 3 lứa gà, doanh thu ước đạt 500 triệu đồng một năm. Những lứa gà sản xuất ra không đủ nhu cầu của thị trường.